Vinitape, internationally recognized Japanese quality. As a Japanese chemical manufacturer founded in 1915, Denka has been conducting business globally for over 100 years in various fields, from both inorganic and organic chemicals to electronic materials, pharmaceutical, and finished products. Our most valued product is Vinitape. This was the first electrical insulation tape sold in Japan when it was launched in 1951. Vinitape was developed by understanding and meeting the demands of Japanese craftsmen and is the market leader in Japan's electrical industry. Thanks to its superior quality, Vinitape has been acknowledged around the world as a well-established brand for almost 70 years. Let's examine the features of Vinitape. The first is protection. Vinitape protects objects with its high adhesion and heat resistance. Vinitape firmly adheres to complicated wiring and will not come loose. Vinitape performs well in a wide range of temperatures and will not be damaged by outdoor heat. This prevents the tape from flagging. Our tape protects wiring from catching fire and short-circuiting. That protection is the fundamental and most important usage of Vinitape. The second is ease of use. Vinitape helps you complete your work more efficiently. Stretching Vinitape reveals its excellent flexibility, which also makes it easy to wrap without displaying wrinkles. Easy to tear off by hand, the unique easy tear feature of Vinitape is produced during manufacture so that it's convenient and adaptable for all situations. It's a flexible tape that can be used by anyone in any place. The third feature is its long shelf life. Vinitape retains its performance no matter how much time passes. Sometimes a roll of tape can deform and collapse, stretching out almost like a telescope when the core takes on too much strain. However, Vinitape has been expertly engineered to always keep its shape. Have you ever been inconvenienced by tape that is sticky? Our technology keeps the edge of the tape from becoming sticky even in hot and humid places. The quality remains stable before, during, and after use. The fourth is eco-friendly. Our tape is manufactured in an environmentally responsible way. Vinitape conforms with EU regulations and restrictions enacted in consideration of human health and environmental conservation. Generally, PVC tape uses solvent-based adhesives that contain toluene, a substance which can be harmful to human health. However, instead of using this substance, we developed a low VOC water-based adhesive with our proprietary technology, which is also used by major car manufacturers who have strict rules about VOCs. We minimize the use of harmful substances, so Vinitape can be safely used indoors. We developed Vinitape in consideration of the people who use it, as well as the environment. We are confident that Vinitape will enable more efficient work. Our newest Vietnam plant, which started operation in 2015, has brought us closer to our global customers. Next, we'll introduce how the product is made. We produce the base materials of Vinitape ourselves. To continuously produce quality products, we take an uncompromising stance in production, from the raw materials to the finished product. Here is how. There are roughly three steps. It all starts with the film production process, where we produce a PVC film from specially formulated materials and form it into what we call jumbo rolls. The second step is the coating process. A primer and originally formulated adhesive is applied to the backing of the jumbo roll. This process is completed by trained professionals, as daily adjustments need to be made due to changes in humidity and temperature. After coating, the jumbo roll is wound into rolls of various lengths, which we call log rolls. Finally, the finishing process is where we cut the log roll into various widths. After cutting,
we conduct inspections under our strict quality controls. And products that meet these requirements are packed carefully by hand. We manufacture and deliver the highest quality products. This is our commitment to all of our customers. Hiện tại thì nhà máy của chúng tôi là được đầu tư máy mới 100% từ nước ngoài và cũng đã được các chuyên gia của Nhật Bản giàu kinh nghiệm từ nhà máy Chiba sang lắp đặt và hướng dẫn vận hành. Thì mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo an toàn là ưu tiên hàng đầu. Để duy trì cái việc đảm bảo an toàn hàng đầu đó thì chúng tôi thành lập các cái đội cũng đi giám sát hàng ngày và hàng tuần để duy trì cái việc hoạt động sản xuất để có sự an toàn đó. Ngoài ra thì cũng cái hàng tuần, hàng tháng thì chúng tôi cũng có cái sự trao đổi giao tiếp với cả các chuyên gia Nhật Bản để cũng tạo được các cái mối quan hệ và cái sự thân thiện để trao đổi và tin tưởng được để làm ra các cái sản phẩm có thể đạt chất lượng tốt. Và tôi cũng muốn truyền đạt lại những cái học hỏi đó để cho những lớp nhân viên trẻ của chúng tôi để làm sao được có, mặc dù cái nhà máy là ở Việt Nam nhưng mà sẽ làm ra những cái sản phẩm tương đương với Nhật Bản. Trước hết thì nói về bản thân tôi thì tôi cũng rất là tự hào và cũng mong muốn là tất cả các nhân viên của tôi cũng tự hào là cái sản phẩm được đưa tới tay người tiêu dùng và để họ đánh giá được đạt được chất lượng là trên khắp nơi trên thế giới, từ các châu lục, ví dụ như kể cả quay về Nhật hoặc châu Âu hoặc châu Mỹ, họ có thể dùng và họ đánh giá đấy là sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam. Kiểm tra đầu vào thì chúng tôi kiểm tra các nguyên liệu nhập về trước khi đưa vào sản xuất. Đây là cái phòng kiểm tra, những cái sản phẩm đạt thì sẽ được thông báo cho bên sản xuất và tiến hành nhập kho thành phẩm. Bản thân khi vào trong liên ga thì công ty cũng tạo điều kiện cho chúng tôi sang bên nhà máy bên Chiba để học tập về kỹ thuật cũng như là cách quản lý. Thế và cái hệ thống quản lý thì cũng theo cái mô hình từ bên nhà máy bên Chiba. Cái cơ chế quản lý cũng như là các cái quy định trong việc quản lý thì cũng theo như bên Chiba. Do đó là cái sản phẩm mà chúng tôi sản xuất ra thì có cái chất lượng nó ngang bằng với bên nhà máy bên Chiba. Thì chúng tôi qua đó thì cũng học hỏi được cũng giúp thêm cho chúng tôi học tập thêm về cái cách làm việc của người Nhật Bản. Để qua đó thì sẽ áp dụng vào trong công việc để có thể đạt được hiệu quả tốt hơn. Việt Nam người スタッフは非常に気遣いができててですね、一つのことを言ったら2倍3倍のことをやってくれるということもありますし、顧客対応をスムーズに行っていい製品をですね、お客さんに供給していくというのをモットーにみんなとやってます。日本以上に手をかけてやってるっていうところがあるんで、細かいそういう品質への気配りっていうのはできてるんじゃないかなと、レスポンスの良さを感じていただいてるお客さんもいるんじゃないかな。広い世界に向かってアピールできるような製品、それからクオリティを作っていきたいなというふうには思ってますので、使いやすさっていうのはベトナム品もその日本品も非常に特徴があってですね、使っていただければ満足いただける製品じゃないかなという自負はあります。今まで日本で作ってた製品にこだわらずに、長さだったり幅だったり化粧箱を使ってみたりとか、いろんな製品を増やしてですね、市場をどんどん開拓できればいいなというふうに思いますね。ユーザーさんには非常に感謝してますし、新しいお客さんにはぜひともこの高い品質のテープを使っていただければというふうに思います。世界に大体まあ60カ国にこのビニテープっていうのを販売しておりまして、非常にシェアも高く品質も高いという評価を得ております。ベトナム工場は最新の設備を導入しているんで、トラブルも少ないのかなと感じております。ベトナムエリアに自動車用途のお客さんがいっぱいいますので、顧客満足も向上する形が取れているかなと。
ちょっと画面で少しでも顔が見えてると、まあ、向こうのシリアス感とかそういったところが伝わってくるんで、定期的にテレビ会議を開催するようにしております。チームワークよくみんなで一丸となって対応しております。と明るくお客さんも駆けつけるということで、まあ、トラブル抱えているものがあれば我々がまあ日本から、まあ、すごく出張で駆けつけると、お客さんの方が安心感が生まれているかなと思います。そこは強みかなと。新しい製品を、まあ、どんどんベトナムで生産できるような体制をどんどん作っていきたいと思っています。ビニテープのブランドを広めるために国に関わらずですね、まあ展示会があればそこに出展してどんどんブランドを広めてやっていこうという考えです。今後ヨーロッパとアメリカ向けの製品も新しく作ってですね、販売していくんで期待してもらえればいいかなと思います。 Our mission is to work closely together with all of our partners.And dedicate our efforts to supplying them with quality products. We hope our tape can also serve as an adhesive that brings together partners from around the world and binds together those relationships to make them stronger. Connect and support